Xin chào các bạn đã quay trở lại với Nhật ký du học Nhật Bản. Mình là Đức Mai. Cũng đã lâu lắm rồi thì mình mới quay một cái tập vlog ở tại nhà mình như thế này. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói chuyện về một cái chủ đề, mình nghĩ chủ đề rất là kiểu hot ngày hôm nay luôn. Ngày hôm nay mình nhìn thấy trên cộng đồng mạng ở Tokyo ngoài nói về cái vấn đề này rất là nhiều. Đó chính là vấn đề một cái chuyện một anh thanh niên người Việt Nam đi xin tiền vé tàu ở một ga Ueno ở đấy. Câu chuyện bắt đầu khi mà có một cái bạn đến ga Takanobaba đấy, thì mới gặp được một anh này là anh bộ đội. Đó, anh bộ đội trong ngoặc kép nha. Mà mọi người nếu mà không biết anh bộ đội trong ngoặc kép nghĩa là như thế nào ấy, thì như kiểu người Việt Nam mình sang bên này làm việc quá thời hạn đấy, trái phép, thì gọi là bộ đội. Thì cái ông bộ đội này ông ấy lên trên Tokyo này, ông ấy để xin kiểu bị lừa sao gì ấy. Đó, thì lên trên này để lấy cái tiền bị lừa đấy mà cuối cùng không lấy được. Thành ra là ông ấy không có tiền để ông ấy về Takasaki kiểu không ấy luôn. Ủa mà đi lên trên Tokyo này mà tiền vé với các thứ thì không có, mà nhiều mang ít tiền ấy. Đó, tiền từ mang đúng chắc là đủ mỗi tiền từ dưới Takasaki lên trên này thôi. Xong ông ấy bảo ông sẽ dùng cái tiền mà ông bị lừa, ông lấy lại cái tiền đấy xong ông thành cái tiền đi về của ông đấy. Nhưng mà cuối cùng không lấy được nên là giờ ông khó khăn, ông không về được. Đó, nghe chừng đây là câu chuyện rất là như kiểu thê lương rồi đúng không? Mình nhìn thấy là mình thấy hơi thê lương rồi đấy, thông cảm. Nhưng mà cái qua mà cái cách nói chuyện của cái bạn thanh niên thấy ông này cũng nói chuyện hơi khả nghi. Đó, thế là mấy người chứ không phải là một người đâu, cũng định góp vé vào, góp tiền ấy, các thứ vào để mua vé cho ông này. Đó, nhưng mà kiểu cái khả nghi này xong rồi xin số điện thoại để về sau này liên lạc, chắc là để đòi ấy. Nhưng mà chắc là mấy bạn này cũng không muốn đòi đâu, mấy bạn cũng ghi vào trong đấy là không muốn đòi lại tiền, coi như trò là trò luôn. Đó, nhưng mà thấy ông này ông cũng không có cái biểu hiện là ông ấy muốn liên lạc lại với các bạn này, nên là nói chung là cuối cùng là cũng không lấy được tiền của các bạn này. Nhưng mà nếu mà câu chuyện nó chấm hết ở đấy thì quá là đơn giản. Nhưng mà ngày hôm nay tiếp tục thì cái bạn này bạn lại gặp cái ông bộ đội đấy, mà nhìn quần áo lại trông đẹp đẽ hơn, trông trịnh trọng hơn đấy, nhìn trông lại đập trai hơn. Rồi ôi, thì ở ga Ueno lại đi coi như là lại tiếp tục đi hành nghề, đi xin tiền của một người khác nữa. Thế là coi như là nghi ngờ, là coi như là lừa rồi. Đó, thì bạn ấy cũng đang có một cái dấu chấm hỏi là không biết là anh này là lừa thật hay không. Đấy, thì mới đăng lên trên cộng đồng mạng ở trên này để nói là nếu mà kiểu là xin tiền mà để đi về Takasaki thật thì ok, mọi người sẽ cùng nhau đóng góp tiền đấy cho ngoài về. Nhưng mà thấy ủa ôi, trên cộng đồng mạng viết dài dằng dẵng từ trên xuống dưới, thấy ủa ôi, hôm nọ vừa mới cho tiền thằng cu này xong rồi là hôm nọ cũng lại vừa gặp nó ở ga này, lại vừa gặp nó ở ga kia, rồi ôi thấy coi như là dã man. Mà cái ga Takanobaba là cái ga mà mình cũng hay lui tới rất là nhiều luôn ấy. Cái chân Takanobaba nhiều người Việt mà đấy, mình cũng hay lên trên đấy ăn chơi mẩy nhảy múa các thứ. Đó, may mà mình lại không gặp. Nếu mà gặp lại thì không chắc các bạn đã có một cái clip quay trực tiếp rồi. Hôm nay thì là coi như là mình nói lại ở nhà thôi. Thực sự là mình thấy cũng rất là thú vị cái chuyện này. Lâu lắm rồi mình mới làm một cái vlog mà để nói về một cái vấn đề như kiểu tình trạng người Việt Nam ở Nhật Bản như thế nào. Trong cái chuyện này ấy, thì nếu mà bản thân mà mình là cái người mà gặp được cái ông bộ đội kia ấy, đó, thì nếu mà mình mà có bị xin ấy, cái chuyện này mà nếu mình ấy, mình bị xin ấy, thì bạn nào mà chơi thân với Đức, mà bạn thân Đức là biết thể của Đức rất là kibo dã man luôn, hai bố con mình kibo lắm, cho nên là không có cái chuyện mình bị lừa đâu. Đó, kiểu xin tận gì, xin tận 1.900 ấy, 2 sen ấy, ôi never, Đức là say never luôn. Đức bây giờ mà cho xin 1.000 yên cũng khó, chứ bây giờ đòi xin 2.000 yên gấp đôi là thôi, never có chuyện đấy. Nói chung là mình thì mình cũng khá là yên tâm là mình không bị lừa cái khoản này nhiều. Đó, nhưng mà cho tới cái lúc mà bạn này cái viết ở dưới, cái đoạn ở dưới, sợ là anh này lại bắt chước mấy ông người Nhật Bản hay ra ngoài ga xin 500 yên tiền tàu ấy, các thứ gì ấy. Thế bắt đầu mình mới lại chợt nhớ lại, oh shit, như trước đây cũng có ông Nhật Bản ông ấy lại xin tiền mình ở ngoài ga này rồi.
Dã man thật ấy, mà cái lúc mà mình bị cái ông người Nhật Bản ông ấy xin tiền ấy, mình còn không biết là bị lừa cơ, cho đến cái lúc ngày hôm nay. Dã man chưa? Thì cái hôm mà mình gặp một cái ông người Nhật đấy thì cũng không phải là ở trên Tokyo đâu, nó ở phía ngoại ô ấy, cái chỗ công viên Takashi-gawa gì đấy, thì mình gặp một cái ông người Nhật Bản này, mà lúc đấy ông ấy chỉ có xin mình cỡ khoảng tầm có 100 yên thôi, ít mà đúng không, mà ông ấy kiểu bảo là ông ấy rơi mất ví đấy, mọi người nhớ nha, cái bài rơi mất ví nhá đó, mà ông ấy xin có mình 100 yên để ông ấy đi ông ấy uống nước, nên là thế nó 100 yên thì cũng ít mà lúc đấy tự dưng mà hồi đó ông ấy lao vào ông tiếp cận mình, ông áp vào tiếp cận mình ra, ông ấy nói chuyện rất là friendly luôn, friendly mà thấy cũng khéo, mà ông ấy bảo mình kiểu hỏi thăm nhất các thứ trước nhá đấy, thế xong rồi là bảo là mày kiểu như là bị lạc à, hay là như kiểu không muốn nuôi mình đến cái ga chỗ đấy thì cái công viên đóng cửa, dạo này Covid mà công viên đóng cửa, nên là kiểu là ông ấy bảo là cái chỗ công viên nó đóng cửa rồi, bây giờ mày không có chơi được ở chỗ này đâu, chắc là chỉ có lên trên chỗ khu trung tâm của cái ga này chơi thôi đó. Thế là nói chung là cũng kiểu kiểu mình cảm thấy hơi có chút ân huệ của ông ấy, hơi hơi nhận tí ân huệ đó đó đó, nên là có ông ấy xin 100 yên thì thôi mình cũng cứ cho 100 yên, nó cũng ít mà đúng không, 100 yên thì ấy. Nhưng mà cái anh thanh niên này anh ấy chơi ác quá, anh ấy chơi hẳn 2 sen, 2 sen thì ác thật, 2 sen này thì gặp Đức là thôi nên Đức say never nhá, dệt tai never luôn. À, 500 yên, 500 yên thì nói chung là xin 500 yên thì mình cũng phải suy nghĩ đó, chứ còn cỡ xin 100 yên thì mà cái hồi lúc mà mình thấy mình đưa cho mày 100 yên cơ, mình cảm thấy như kiểu là cũng giúp được cho người ta, cũng trong lòng thấy cũng hơi hơi kiểu happy hạnh phúc. Thế mà cuối cùng mình đọc xong cái này cái bắt đầu mình nghĩ lại thôi chết rồi, có khi mình bị lừa mình không biết. Thì mình có đọc thêm một cái mấy cái đoạn ở phía dưới, cái phần comment ở phía dưới của mọi người ấy, thấy thì cũng không phải là chỉ có một mình bạn ấy gặp cái trường hợp này đâu đấy, cái nhóm bạn đấy mà còn nhiều nhóm bạn khác nữa cũng gặp cái trường hợp này, có thể không phải do mày lừa, do người khác nữa, do người Nhật cũng có nha, như cái trường hợp của mình là gặp Nhật đấy, tưởng Nhật tốt nên là mình nhiều khi cũng tin đó, mà nhiều khi không phải là Nhật, mấy người ngoại quốc nước khác chẳng hạn người Thổ Nhĩ Kỳ đấy, hay là người Uzbekistan, rồi cũng nhiều người lắm, bây giờ Nhật Bản này cũng đa sắc tộc đa dân đến đây nhiều đó, thỉnh thoảng ra kia cũng có nhiều đứa nó xin lắm, nhưng mà thường xin mình không cho đó, nói chung cũng phải áp sát mình ra ngoài hỏi chuyện trò chuyện gì 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 cơ, mà mình kiểu mình cảm thấy mình phải cho thì mình mới cho cơ đó, chứ còn bình thường này là mình cũng không mấy đâu đó. Nhưng mà còn nhiều những bạn khác, có người thì mình đọc ở dưới là có người thì không cho, nhưng mà cũng có người cho đó, hai người mà đi với hai người ý, các thứ này, bạn nam bạn nữ đi này nó đấy, xong rồi thấy thương nhất các thứ kia, xong bạn nữ kia lại dí thế, mà thôi anh cho người ta đi đấy là thôi xong đó, dã man ấy. Ngoài đây là cái trường hợp này là ông này ông ấy bài của ông đấy là ông ấy từ Takasaki, còn có nhiều người khác lại bài khác nữa đó, nhiều bài lắm, nói chung ra ngoài đường bây giờ là phải cẩn thận đó, khi mà đã người ta đã có kiểu có cái muốn dắt tâm mà người ta kiểu người ta muốn lấy tiền của mình rồi thì người ta sẽ có rất là nhiều những cái cách đó, cho nên là nào cũng phải cẩn thận thôi. Cái đoạn viết của bạn này và bài post của bạn này trên đấy thì mình thấy là bạn này có một cái này là cũng rất là quách tỉnh luôn, mình không ngờ là lúc đấy mà kiểu 2.000 yên nó cũng là một cái số tiền gọi là tương đối lớn đó, ấy tầm 400.000 tiền Việt này lớn hết đó. Thì bạn này bạn có nói này một câu này, ví dụ là bốn kia ông xin tiền rồi đúng không, cái nhóm bạn đấy mới bảo là thôi hay là như kiểu là mình mua vé nhá, cho ông mày luôn đi, để đưa tiền cho những ông ấy cầm cái tiền này ông đi tiêu cái khác thì làm sao đúng không, thì cái lúc mà mình mà đưa tiền cho cái ông kia ấy là để ông kia ông ấy muốn xin 100 yên mua nước đúng không, bây giờ mình ra hẳn cái cây nước kia mình đút vào 100 yên cho ông đấy là cái ông có nước đúng không, nhưng thôi đưa tiền luôn cho mấy mình ít tiền mà mình không suy nghĩ nhiều đó, thì mấy bạn này lúc đấy bạn cũng nói chung là cũng quách tỉnh phết đấy, rồi phải tận ra 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 tận cây kia, ra tận cây vé kia mua mua hẳn cho thì mới gọi yên tâm đúng không, giúp là phải giúp đến nơi đến chốn đấy, thì đây cũng là một cái cách mà mình cảm thấy là mọi người cũng phải nên cẩn thận và suy nghĩ đó, chứ không thì cũng rách việc đó. Thì cuối cùng là cái nhóm bạn này thì nói chung là thấy ông này cũng khả nghi mà đúng không, đấy người ta lúc đấy chắc là ông mà ôi thôi thôi em ơi không cần làm phiền với em như thế đâu,
để đưa tiền cho anh thôi là được rồi. Đấy thì đấy, mấy bạn này Quách Tỉnh công nhận người Việt Nam mình sang bên Nhật Bản này Quách Tỉnh phết đấy. Nhưng mà nói chung là cũng rất là nhiều người không Quách Tỉnh, phần comment ở phía dưới mình đọc dài luôn, nhiều chưa bao giờ mình thấy mà đăng trên Tokyo Baito mà có nhiều người comment dài như thế luôn ấy. Kết thúc của cái clip này đúc kết lại đó, tình hình ở Nhật Bản bây giờ trong những cái ngày tháng này càng ngày nói chung mà càng bán căng, càng là vì dịch nó rất là nặng nề, dịch thì lúc lên lúc xuống, xong rồi lúc giảm lúc tăng, mà đã tăng thì tăng rất là nhiều luôn ấy, cho nên là mọi người biết là ai cũng khó khăn cả trong những cái ngày tháng này. Thì có những cái chuyện như này thì lại càng làm cho mọi người cảm thấy đau thương hơn thôi. Bài học đối với mình trong lần này mà mình muốn nói với các bạn thì việc đầu tiên các bạn hãy học như mình lúc nào cũng là người keyboard. Nếu mà keyboard như mình thì nếu mà mất tiền thì chắc mất 100 yên là ít ít thôi, còn hơn là mất 2.000 yên. Ngoài keyboard ra thì mọi người hãy luôn luôn cẩn thận, cẩn thận mọi lúc mọi nơi mọi đối tượng, không phải những cẩn thận với người Việt Nam, cẩn thận với lại người ngoại quốc, mà cẩn thận luôn cả người bản địa ở đây là người Nhật Bản. Tại vì nhiều khi người Nhật Bản cũng chính là cái người mà nghĩ ra những cái trò như thế này. Một cái tiếp theo mình muốn nói nữa chính là lòng thương. Cái này cũng lòng trắc ẩn của mọi người. Nhiều khi là mình cũng kiểu mình cũng muốn giúp người ta, mình cũng thương đồng bào của mình, cũng thương người Việt Nam của mình đó. Cho nên là mình cũng muốn giúp lắm chứ. Nó nếu mà mình mà giả dụ như mình là nhiều tiền thì cái trường hợp mà gặp như thế này thì ok mình cũng có thể suy nghĩ là mình sẽ muốn giúp người ta. Đó, nhưng mà đôi khi cái lòng thương, lòng trắc ẩn của mọi người ấy lại chính là đang đi lừa mình ấy. Nhưng mình làm xong mình cảm ui dồi ôi, hôm nay mình đã làm được một việc tốt rồi. Làm một việc tốt là như kiểu xây 10 tòa tháp rồi, nó dã man đúng không? Thế thì nhưng mà cuối cùng xong thì lại đọc lại tôi chết rồi, hôm nọ mình bị lừa rồi thì có phải là dã man không? Đó. Rồi nào, và một cái cuối cùng mà mình nghĩ là cái này là cái quan trọng nhất. Đó chính là khi mà câu chuyện này nó được đồn đoán lên trên mạng, không phải mình lan chia sẻ nhưng mà có nhiều người khác chia sẻ cái câu chuyện này nữa. Vậy thì khi mà giả dụ có một ngày nào đó mình lại là cái người gặp nạn, mình lại thiếu tiền, mình lại là cái người đang cần sự trợ giúp của mọi người đấy, thì cứ lúc đấy mình đi ra ngoài ga rồi mình lại xin tiền, lúc đấy là lúc mà cái mình phải xin tiền thật rồi đấy, đấy. Thì không biết là mọi người sẽ nghĩ mình như thế nào, có khi lại nghĩ mình là anh bộ đội giống như này thì làm sao đó đúng không. Nhưng mà mình nghĩ thì chắc là mình cũng chẳng bao giờ tới cái mức độ mà phải đi xin tiền ra ngoài ra xin tiền như này đâu, nhưng mà còn có thể có nhiều người người ta gặp khó khăn khác, người ta cần phải đến sự trợ giúp người ấy thật, mà cái lúc mà người ta cần thật rồi và người ta lại nghĩ đến là không biết là có bị lừa hay không, hay là lại một ông khác bị lừa rồi, thì cái này mới là dã man đó. Thì thôi, thì qua trường hợp này mọi người cũng cùng với nhau đúc kết kinh nghiệm, bảo ban anh em là đừng có đi lừa lọc như này làm gì nữa, vất vả lắm rồi, ở bên Nhật Bản này dịch cái này đã vất vả lắm rồi, làm này nữa thôi chắc chết nữa. Vâng, và một lần nữa thì nếu mà các bạn nào thấy thích cái clip này thì chia sẻ cho mọi người biết được cái câu chuyện ở Nhật Bản nó bây giờ nó đang như thế nào đó. Và nếu mà có bạn nào trường hợp nào mà bị lừa mà còn dã man nữa này, bình luận phần phía dưới xem thì mình biết xem ở Nhật Bản này còn có những gì mà nó ghê gớm hơn nữa chứ. Ngày hôm nay mình đọc cái này là mình thấy sốc, kiểu như mình cũng cảm thấy mình bị lừa. Tạm biệt.